một quán ốc lề đường nhưng mà có tới 5 loại nước chấm. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho nè. Quán này nằm ở số 522 đường ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Quán sẽ mở cửa vào 6 giờ kém 15 chiều cho đến tối. Nằm đối diện với Bách Hóa Xanh trên đường ấp Bắc nha mọi người. Chuyện là bữa hổm tôi đang lướt Facebook, cái thấy một chị đăng là cái quán ốc này ngon lắm nhưng mà nó lại vắng hoe. Cho nên hôm nay tôi mới quyết định đi thử. Cái hôm bữa tôi đi á là chạy ngang thấy kín bàn rồi, mà cái nết của tôi là chỗ nào đông đông là tôi không có thích vô. Hôm nay chạy ngang thì đỡ đông hơn một xíu cho nên mới quyết định quẹo vô. Lúc mà đem nước chấm ra hết hồn luôn á mọi người. Trời ơi, lần đầu tiên đi ăn ốc mà có 5 loại nước chấm luôn. Nước chấm đỏ, nước chấm xanh, nước mắm kẹo, muối tiêu và nước chấm tắc. Nước chấm đỏ sẽ thiên về độ cay. Nước chấm xanh hình như tôi nghe có cái mùi rau. Nước mắm thì cực kỳ kẹo, mặn mặn ngọt ngọt. Có cái nước chấm tắc ăn cũng lạ miệng và ngon lắm nè. Điều đặc biệt là anh chị chủ ở đây cực kỳ dễ thương luôn nha. Rất là nhiệt tình luôn. Phải nói là quan tâm chăm sóc khách hàng dữ lắm á. Ốc ở đây sẽ có một số loại như mọi người thường thấy. Chế biến cũng đa dạng. Nếu bạn không biết cái ốc đó sẽ chế biến với cái gì ngon thì bạn cứ hỏi đi, anh chủ tư vấn nhiệt tình lắm. Không phải đồng giá 30 hết đâu nha. Sẽ có món giá 40, 45. Hình như hào sẽ có giá khác nữa. Tại vì mình không có ăn cho nên không có biết. Như mình hãy dặn mọi người đó là muốn kêu cái món gì thì nhớ hỏi giá tiền trước. Đây là một phần ốc bu nướng tiêu xanh với giá 30.000. Cái nước bên trong ốc bu cực kỳ đậm đà. Nói thiệt là có tới 5 loại nước chấm và mình không biết chấm cái gì luôn. Cho nên mình thích cái gì thì mình chấm cái đó nha. Không có cần theo quy chuẩn đâu mọi người. Mọi người coi cái nước mắm nè, nhìn nó kẹo mà ngon chưa. Tiếp theo là phần mì xào ốc móng tay. Cái phần ốc móng tay ở đây tôi cực kỳ đánh giá cao. Bởi vì sao? Bởi vì hiếm có chỗ nào mà người ta ngồi làm sạch từng con ốc móng tay, lấy cát hết bên trong đó ra. Mà với giá 40.000. Cái phần này tôi nghe cái vị ra giống xào bơ, hơi lạc một xíu, nhưng mà chan nước mắm vô ăn sẽ vừa nha. Nghêu hấp thái với giá 30.000. Không chỉ có các nguyên liệu chuẩn như sả, gừng, rau răm mà còn có rau muống nữa nè. Hương vị ăn cũng ok, ổn đó nha. Ráng thêm miếng nữa cho nó đậm đà một xíu. Chứ cái vị thơm thơm chua chua cay cay là được rồi đó. Ốc hương xào trứng muối với giá 45.000. Ngoài trứng muối ra thì quán sẽ có xào thêm bắp. Cái vị trứng muối bùi béo kết hợp với cái độ ngọt của bắp Mỹ. Lấy con ốc chấm vô cái muối ớt đỏ cay cay, trời ơi, mồi bén như là thiếu bia. Quán chỉ có bán nước ngọt thôi. Càng ghẹ rang muối ớt 40.000 sẽ được 6 càng. Cái phần muối bên ngoài chưa có áo đều cái càng cho nên sẽ có chỗ nhiều muối và chỗ ít muối. Nhưng mà với cái mức giá như thế này, cái chất lượng đồ ăn, cái hương vị nêm nếm và cái thái độ phục vụ thì mình thấy đây cũng là một địa điểm mà mọi người nên ghé thử nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip và đừng quên follow tụi mình ha. Bye bye.